Hai cho anh em vào chị lớp. Mình tờ lúa X8 rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Ấn mòn của lúc F5 mà nó vẫn chưa ra ra event mới các bạn ạ. Tháng đợt event tuần này tiếp tục là đợt lần ra event trễ của Finger Fan. Mọi hôm thì chỉ vào thứ ba, thậm chí có hôm thứ hai, chủ yếu thứ ba nó đã ra có lịch event rồi các bạn ạ. Nhưng hôm nay đến thứ tư mà vẫn chưa có. Ngày mai chắc chắn là sẽ có bảo trì thôi. Không hiểu sao nó chưa có. Cái cá giác cá này cũng không phải lần đầu các bạn. Có hôm sớm, có hôm muộn nhá. Thôi mình vào tranh thủ làm một video bán này. Một ạc mình nghĩ rằng chơi cũng khá là buồn cười của bạn HLT. Đấy. Khi mà bạn ấy lấy hai hồn vũ khí của Rap rồi, còn Athena thì không có cái hồn vũ khí nào. Một con thì 6 sao, một con thì ở trạng thái là 5 sao. Rõ ràng ở đây các bạn thấy sự phân chia giai cấp nó thể hiện rất rõ rệt đúng không các bạn? Dường như Athena không phải là sự ưu tiên của bạn ấy. Tương tự như vậy với Xion đã trở trạng thái lục bôn. Mình có hỏi là sao bạn ấy không lấy hồn vũ khí rồi mà lại không đưa Raph lần lên tầng lục môn luôn đi, thì bạn ấy bảo là sợ Mizuchi ra mắt thì không đủ mảnh vạn năng. Trong khi đấy mảnh vạn năng hiện nay đang tới có 249 mảnh vạn năng. Thì theo mình nhá, là Mizuchi nhận phải 2,5 tháng nữa thì mới tới vòng 2, nghĩa là mới cập nhật S-Max. Thì mình gọi tròn là 3 tháng đi. Vì kiểu gì trong vòng mấy hôm tới cũng không phải là đua Mizuchi đúng không các bạn? Ít nhất là phải độ nửa tháng nữa thì mình cứ gọi tròn là 3 tháng nhá. Đấy, 3 tháng thì mỗi tháng chí ít các bạn cũng phải kiếm được 150 mảnh vạn năng. Đấy là chí ít đấy các bạn ạ. Thì kết hợp thêm với việc đua vòng 1, vòng 2, mình nghĩ rằng kể cả bạn không có mảnh vạn năng nào hiện nay thì vẫn có thể hoàn toàn là up được S-Max Mizuchi trong tương lai. Up mình Mizuchi thôi chứ không up thêm con nào nữa nhá, một con thôi. Đấy, vì 450 mảnh được khoảng gần đủ, nói chung là gần đủ, thiếu cũng không nhiều đâu. Đấy, thì mình nghĩ cứ bạn nào ngoạc này thì cứ lăng lên đi, đúng không? Lục môn của Rap nó khác biệt nhiều cực luôn các bạn ạ. Khi đấy thì nó phải gọi là công thủ vẹn toàn. Đấy, ngoài ra thì mỗi lần tu luyện kỹ xong các bạn ở tầng lục môn, nó gần như chắc chắn là nó sẽ miễn khống luôn. Nó phun nộ, nó miễn khống luôn, chứ nó không ở cái trạng thái chưa tứ môn như này. Bạn tu luyện kỹ xong nói thật là vẫn chưa phun nộ được thì khả năng là bị người khác giết là rất là ghê. À, chưa tứ môn còn có lục môn rồi thì không chỉ là phun nộ ngay mà nó còn có bom nổ, đồng nghĩa với việc Rap sẽ được hồi một lượng máu rất là lớn và một lượng sát thương xuyên miệng khống lên đối phương cũng rất là lớn. Chẳng qua là không đủ điều kiện thì buộc không lâng được Rap tứ môn thôi. À không lâng được lục môn thì còn đủ điều kiện nha, thì cứ lâng đấy các bạn nhá. Athena thôi tạm thời cho ở mức độ gọi là 4 sao thôi vậy, chứ nếu như mà lâng con này lên 5 sao thì lại không đủ Rap lục môn. Đấy, server mới đó là thế mà các bạn. Đây là thuộc server số 75 các bạn nhé. Đấy. Các vị Xion này như mình nói rồi, Xion ở trở lại lục môn. 4 sao của Kyo sẽ thay thế bằng Mizuchi. Mai tương tự như vậy và đây là Kaunet tương tự như vậy đúng không các bạn? Bạn nào muốn thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể thay lấy vị trí của EG, thay thế cho vị trí của con Mai này cũng được, không có tiếc rẻ gì các bạn. EG ám hơi bị hay luôn, ám cực kỳ tuyệt vời luôn. Nó lại chỉ có 4 sao mà. Hiện nay đang là VIP 8 các bạn ạ. Mảnh cái gì nhỉ, siêu lợi tức còn tới 20 ngày nhưng mà lợi tức thì chỉ còn một tuần do là nạp hai cái gói ở thời điểm khác nhau các bạn nhé, không vấn đề gì cả đúng không các bạn. Rồi ok, mình check thủ đô chưa, có mảnh vạn năng rồi hay các bạn ngó thêm. Nói chung thì hiện nay chưa giành được top cao do là thua thiệt về mặt uy lực. Mình xin lỗi, không phải thua thiệt về mặt uy lực, đây tháng sau Battle Pass lại free, đây hình như tháng này free luôn nếu như mà đến cuối tháng đúng không các bạn, nếu mình không nhầm là như vậy. Đấy, ạc này chú ạc cũng nói chung là cũng lạp đều đấy, siêu lợi tức đều tay đấy, 135 viên đá thần cơ đúng không các bạn, lực vẫn rất là nhiều thì không thiếu mảy vạn năng đâu. Ạc hiện nay đang thua thiệt với những người chơi ở top, ạc hiện nay đang top 3x trong server thì thua với những người chơi từ top 1 cho đến top 2x là khoảng độ 2 đến 3 level đúng không các bạn. Đấy, các bạn thấy thành ra là thua thiệt ở mức độ run trong tất cả cấp độ, trong tất cả các level. Đấy, thì level 90 là level quan trọng nhất bởi nó mở ra tính năng thay đổi lực chiến nhiều nhất trong game. Nó là tính năng rune các bạn ạ. Đấy, bạn nào mà chưa biết giữa bộ rune vàng và rune đỏ nó khác nhau một trời vực. Giờ rune tím và rune vàng nó khác nhau quá nhiều. Thì giữa việc không có rune và có rune nó cũng khác nhau rất nhiều đúng không các bạn. Nên thành ra là chưa leo lên trên nhá. Mình lấy đơn cử như nổ một cái rune cùi cùi, ví dụ như là rune hỗn loạn này. Nó đã chênh lệch nhau tới 20% chỉ số sát thương và kháng sát thương rồi. Đấy, hỏi thử hỏi là nếu như không có 20% sát thương kháng thương đấy thì hỏi làm sao mà leo lên được đúng không các bạn. Đấy là đang thua thiệt về rune. Đấy, thì mình nghĩ rằng các bạn chỉ cần chơi 3 level à. 3 level thì không quá 2 tuần đâu. Đây, gần đủ thêm 1 level các bạn, không quá 2 tuần đâu. Là các bạn sẽ lên đến level 90. Và khi đến level 90 thì tất cả là bằng nhau hết thôi. Nhất là best thôi.
Đấy, và khi đấy lục môn ráp rồi thì chắc chắn là ạc sẽ leo top hơn rất là nhiều. Lượng kim cương còn lại sẽ không đủ để cho các bạn chơi S-Mark Tedico và nó cũng không cần thiết. Đằng này không cần chơi Tedico khi mà có Shion rồi. Các bạn không thể tham lam quá nhiều được đúng không? Sắp tới lại còn lấy Mizuchi rồi. Thế thì hỏi công phải còn tham nữa cả Tedico thì làm sao mà chơi được đúng không các bạn? Ok. S75 mình khẳng định là cụm server hot nhất của cái cụm BX nhá. Đấy, có quá nhiều người chơi Nhật Thành tới từ cả Việt Nam lẫn nước ngoài, trong đó có top 1 PK server ping pick rồi. Đây đúng không? Ok, chùm cũ của server 75 ngày xưa đây. Đúng không các bạn? Ông Flash này mình nhớ là một chùm cũ ở server ngày xưa, server Việt Nam, nhưng thuộc cái tầm server mới hơn cơ, server 100 áo nhiều cơ, mình không nhớ lắm. Offline với ông ấy nhất lần rồi đấy. Thôi còn nhiều ông khác đấy, thôi nhớ mỗi mấy ông thôi. Còn ghi check, check hết rồi đúng không? Siêu lợi tức và tháng này có thể free battle pass, ra bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,2 triệu. Bạn nào mà thì liên hệ mình trong số điện thoại, link Facebook bên dưới phần mô tả video. Phải gọi là nói chung là đợt này bán ạc thì nhiều mà người mua hơi ít tí nên thành ra giá nó khá là ngon cho anh em. Bạn nào mà hiện nay đang có tiền mua thì sướng đúng không các bạn?